Ở đây có bác nào cứ trở trời là lại bị sổ xít, hắt hơi, đau đầu, nhức mũi vì viêm xoang hoặc viêm mũi không ạ? Hôm nay Việt Hà Bắc Sơn sẽ chia sẻ cho các bác bài thuốc chữa viêm xoang từ cây bù xích hay còn gọi là cây hoa ngũ sắc, cây hoa cứt lợn. Trong đông y thì cây hoa cứt lợn có vị đắng, tính mát, mùi hôi, tác dụng ức chế trực khuẩn mủ xanh, điều trị viêm xoang và viêm mũi rất là tốt. Các bác lấy cho em một lắm lá cây hoa cứt lợn, sau đó rửa sạch, ngâm nước muối 15 phút để loại bỏ vi khuẩn, thêm vào cho em một lá trầu không thì tác dụng sẽ càng tốt hơn nữa. Sau khi rửa sạch thì vẩy khô nước đi, sau đó cho vào cối và dã nhuyễn ra. Vắt lấy cái phần nước cốt đặc, lấy một chiếc tăm bông chấm đẫm vào rồi nhít vào mũi trong vòng 20 phút để dịch mũi sẽ chảy ra. Sau đó thì sẽ xì hết cái phần dịch ra, rồi các bác sẽ vệ sinh sạch sẽ lại mũi. Ngày các bác làm 2 đến 3 lần và làm liên tục trong vòng 1-2 tuần để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Còn bác nào mà bị viêm xoang lâu năm hoặc là xoang mãn tính, không muốn pha chế lịch kịch mà lại an toàn, hiệu quả cao gấp 10 lần thì các bác có thể dùng lọ tinh dầu đặc trị viêm xoang chiết xuất từ 30% long lão, 20% hoa ngũ sắc, 20% hương nhu, 15% gừng, 8% trầu không, 6% hoa hồi và 1% từ bạc hà. Các bác sẽ dùng để ngâm, xông, bôi và ngậm nhuốt mỗi ngày. Các bác làm liên tục trong vòng 1-2 tuần thì nó sẽ khỏi xoang cho các bác nhé.